kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình Thời sự tối nay thứ tư, ngày 24 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội đàm với ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri để thống nhất kế hoạch tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia do đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ratanakiri. Thưa quý vị và các bạn, nói đến Tây Nguyên, không thể không nhắc đến anh hùng Đức, người con ưu tú, cánh chim đầu đàn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã đi vào lịch sử dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng bất khuất của anh hùng Đức là biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam về tinh thần kiên cường, anh dũng, về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần bất khuất của Tây Nguyên. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh hùng Đức, ngày 2 tháng 5 năm 1914, ngày 2 tháng 5 năm 2024, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng bất khuất của anh hùng Đức. Anh hùng Đức còn có tên là Sa, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1914 trong một gia đình ba na nghèo sống bằng nghề nương rẫy tại làng Đe Rong, xã Nam, huyện An Khê. Nay là làng Tơ, xã Tơ Tung, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Năm 1945, anh hùng Đức tham gia cấp chính quyền ở địa phương. Từ đấy có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ông vận động đồng bào thành lập các tổ du kích, xây dựng làng chiến đấu chống những cuộc càn quét của quân viễn chinh Pháp, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Chỉ trong mấy tháng cuối năm 1950, đầu năm 1951, thì Pháp đã 10 lần hành quân đến đánh làng Tơ. Chúng phá rẫy, đốt nhà, cướp lúa của nhân dân trong làng. Và nhân dân lúc bây giờ sống rất là khổ cực. Nhưng mà kẻ thù không thể làm nao núng cái tinh thần yêu quê hương của dân làng Tơ và anh hùng Đức. Gương chiến đấu của làng kháng chiến Tơ của anh hùng Đức có ảnh hưởng ngày càng sâu rộng khắp buôn làng núi rừng Tây Nguyên. Với những đóng góp của mình, năm 1953 tại Đại hội Liên hoan Chiến sĩ thi đua toàn liên khu, anh hùng Đức đã được tặng thưởng huân chương chiến sĩ hạng nhất và huân chương kháng chiến hạng nhất. Năm 1954, anh hùng Đức tập kết ra Bắc học tập và năm 1955 vinh dự được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3 và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là người Tây Nguyên đầu tiên được phong tặng danh hiệu cao quý này. Có thể nói anh hùng Đức là sợi dây kết nối đồng bào Gia Lai, Ba Na, các dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh Gia Lai với Đảng và Nhà nước. Có thể nói ông là biểu tượng, là niềm kiêu hãnh của buôn làng Tây Nguyên, là thần tượng của biết bao thế hệ người Việt Nam. Anh hùng Đức huyền thoại, thời anh cùng bà con làng Công Hoa tổ chức đánh cho Pháp chảy máu, và hình tượng anh hùng Đức bằng xương bằng thịt, cực kỳ giản dị, tiết kiệm qua từng cái chi tiết nhỏ trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày. Để tưởng nhớ người con ưu tú tiêu biểu của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước thương dân cho các thế hệ mai sau, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhiều công trình, hạng mục trưng bày giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp đấu tranh cách mạng bất khuất của anh hùng Đức. Nhiều con đường và trường học cũng đã mang tên ông, cánh chim đầu đàn của đồng bào Tây Nguyên đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Sáng nay ngày 24 tháng 4 tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh thành phố trên cả nước. Trong quý 1 năm 2024, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024, toàn quốc đã xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. Số người chết do tai nạn giao thông giảm 484 người so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên số vụ tai nạn giao thông tăng 22,3% và số người bị thương tăng 54,3%. 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 10 tỉnh tăng trên 20%. Trong quý 2 năm 2024, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn Giao thông, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch năm An toàn Giao thông 2024.
trước mắt là triển khai thực hiện hiệu quả công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Cùng với đó, các địa phương ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý. Đối với các tỉnh, thành phố có tai nạn giao thông tăng cao trong quý 1, đề nghị tổ chức kiểm điểm đánh giá trách nhiệm của các địa bàn, lĩnh vực để xảy ra tai nạn giao thông tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sáng nay ngày 24 tháng 4, tại thành phố Banglong, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, Ban Kiên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội đàm với Ban Kiên trách tỉnh Ratanakiri để thống nhất kế hoạch tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia do đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ratanakiri. Tham dự hội đàm có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, ngài Su Seray, phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và các thành viên trong ban chuyên trách của hai tỉnh. Tại buổi hội đàm, ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri đã trao đổi thống nhất và tiến hành ký biên bản thỏa thuận tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia do đội K52 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2023-2024. Theo đó, lễ cầu siêu, lễ tiễn sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2024. Dịp này, ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã trao kinh phí 1.000 USD để hỗ trợ ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri tổ chức lễ cầu siêu và lễ tiễn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia do đội K52 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2023-2024. Sáng nay 24 tháng 4, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 467 vụ với 456 đối tượng vi phạm, khởi tố 23 vụ với 37 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 270 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 5 tỷ đồng. Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã thảo luận đề xuất các giải pháp chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, trong đó tập trung mở các đợt cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến cuối năm 2024, tăng cường công tác trinh sát, nắm chắc địa bàn, tuyến đường trọng điểm, khu vực biên giới, cửa khẩu, các trung tâm thương mại, nơi tập kết hàng giả, hàng lậu quy mô lớn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người tiêu dùng tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng. 15 tập thể, 13 cá nhân được Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai tặng bằng khen trong triển khai thực hiện tháng thanh niên năm 2024. Huyện Chư Pả triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc trong huyện và trong tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành tỉnh đoàn lần thứ 11 mở rộng để tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024. Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các tổ chức đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở ở Gia Lai đồng loạt tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Theo đó, trong tháng đã thực hiện được 215 công trình phần việc thanh niên, 235 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, 105 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh, 75 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, 115 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 307 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Tại hội nghị, Ban chấp hành tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 15 tập thể, 13 cá nhân trong triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2024. Thành đoàn Pleiku vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức bế mạc hội thi tuyên truyền ca khúc Mong Non với chủ đề Giai điệu tự hào. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các đội thi bậc tiểu học. Trong đó giải nhất thuộc về đội thi trường tiểu học Trần Quốc Toàn. Ở bậc trung học cơ sở, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Trong đó giải nhất thuộc về đội thi trường trung học cơ sở Trần Phú. Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng được giao lưu học hỏi, phát huy năng khiếu sở trường, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của các đội nhóm tuyên truyền Mang Non ở các trường học. Thưa quý vị và các bạn, Chư Pả là huyện miền núi có 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 50%.
Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc trong huyện và trong tỉnh. Anh Siêu Thế ở làng Xóa, xã Chư Đăng Gia là hộ nghèo. Với phương châm vừa trao cần câu, vừa bày cách câu, giai đoạn 2023-2025, gia đình anh được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Bả và chính quyền địa phương hỗ trợ một con bò giống, phân bón và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc 300 cây cà phê, 200 cây tiêu nhằm mang lại hiệu quả lâu dài, giúp gia đình từng bước phát triển kinh tế. Gia đình chúng tôi rất vui vì được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã động viên về vật chất, tinh thần để gia đình có động lực vươn lên trong cuộc sống. Chư Đăng Gia là địa phương còn nhiều khó khăn, trong đó đồng bào dân tộc Chơ Rai sinh sống lâu đời, tỷ lệ hộ nghèo cao. Để từng bước cải thiện đời sống của nhân dân, thời gian qua, xã đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Khi thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia, thì trong thời gian vừa qua, xã cũng giao cho cán bộ thương binh xã hội phụ trách mạng văn hóa xã hội, cũng làm tốt công tác này để mà làm sao mà là đúng là đối tượng là thụ hưởng về chính sách, nhất là hộ nghèo, người đồng bào thiểu số. Bà con ở Chư Đăng Gia thấy chương trình của mục tiêu quốc gia thì bà con rất là phấn khởi, vui mừng. Thời gian qua, huyện Chư Bả đã vận dụng và thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc như hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, hỗ trợ sinh kế từ các chương trình dự án của Trung ương, của tỉnh, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã phối hợp với cả các cái tổ chức chính trị xã hội của huyện, mặt trận của các xã, thị trấn thì coi là cũng hàng năm thì đều không những duy trì cái mô hình sinh kế mà đã triển khai từ các cái năm trước, đấy như là mô hình bò, nuôi bò sinh sản, rồi là nuôi heo, rồi là cũng như là dê, để có các cái đơn vị thì là họ làm cũng rất là tốt. Thời gian tới, huyện Chư Bả tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, huy động mọi nguồn lực, ưu tiên giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.